Chào mọi người, hôm nay là mình rảnh rỗi đi cho mọi người xem công việc hàng ngày của mình trước khi mình làm clip. Sáng dậy cho con ăn sáng, chuẩn bị cho con nồi cháo. Nói chung là mình cũng bận bịu công việc hàng ngày nhiều lắm. Chuẩn bị đồ ăn cho con xong, cơm nước, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa xong là mình mới có thời gian vào ngồi đi làm việc. Dọn dẹp xong mới vô làm clip. Đây cho mình nhìn nha, công việc hàng ngày của mình đây. Rồi chén đủ thứ việc hết mọi người ơi. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong rồi mới có thời gian làm. Quý vị mong cô dì chú bác anh chị và các bạn thương mình mà ủng hộ kênh của mình nhé. Mình cũng làm cái video nói về những ca sĩ, nhưng mà mình cũng nói về mấy cái điều tốt đẹp thôi à, là những em bé thương này kia, như con của ca sĩ Đông Nhi em có thắng nè, bé Moon nhà quả hạt trăm nè, rồi ái nữ nhà Tùng Cô La, nhà Hồ Ngọc Hà, Kim Lý nè, rồi nói chung là những cái em bé mà dễ thương á, mình cũng sắp đăng cái đó cho mọi người xem theo dõi á, có gì mình hỗ trợ thương mình nhé. Mình dọn dẹp này. Công việc của mình cũng có rảnh rỗi nữa, mọi người thương mình ủng hộ kênh mình nè, mình mà không có động lực để làm tiếp nữa. Nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ chuyển sang quay vlog cho nó thực tế hơn. Mình muốn chuyển hướng sang mà chưa có kinh nghiệm để làm đó. Không biết có ai có kinh nghiệm mà chỉ cho mình một cách nè. Xong rồi giờ quay lại cho con uống sữa nè. Đây là con gái cưng của mình đây. Nghịch lắm đi thôi. Ở nhà chăm cô bé này á. Mọi người thương ủng hộ kênh của mình nhé. Cô chú ơi ủng hộ kênh của con nha cô chú. Đi đi. Rồi, bye bye cô chú ông bà đi, để mình đi uống sữa nha, đi ngủ. Ba bye, không uống sữa nha. Không uống sữa con đi ngủ để mẹ con làm việc, mẹ con đăng clip cho cô chú ông bà xem nha. Anh uống sữa mẹ ngủ, uống sữa anh kêu làm việc nha. Nhờ ơi. Con bye bye. Bye bye. Dạ, chào cô chú ông bà, cô bác nha, chào anh chị và các bạn. Nhớ ủng hộ kênh của em, của con, để con có nhiều lượt xem, có tiền mua sữa nha. Dạ con chào tạm biệt.